Sáng ngày 7 tháng 1, nhiều gia đình bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã nô nức tham gia ngày hội yêu cây lần đầu tiên tại công viên Gia Định cùng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Hồ Hennier, nhằm lan tỏa các giá trị tuyệt vời mà cây xanh mang lại cho con người nói chung và người dân thành phố nói riêng. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã tổ chức ngày hội yêu cây hoàn toàn miễn phí. Hoạt động hưởng ứng tinh thần Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh này quyết tâm mang đến một sân chơi hấp dẫn cho người dân thành phố, đồng thời khích lệ tình yêu cây và hy vọng tăng mảng xanh cho Việt Nam. Ở ngày hội, nhiều trẻ em đã được tìm hiểu và phân loại các hạt giống cây gỗ bản địa của Việt Nam, cùng ba mẹ đo chiều cao, đường kính cây, tìm ra lượng oxy và lượng nước có ích mà cây đã tạo ra, lượng CO2 cây đã hấp thụ, lượng chất độc cây đã lọc sạch và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật với cảm hứng từ cây, trên giấy, trên cát. Các kết quả này sẽ được gắn trên từng cây tại công viên Gia Định, nhằm giúp công chúng nhìn thấy rõ ràng tác động kỳ diệu của từng cây tới môi trường. Mình thấy hoạt động này rất là ý nghĩa và tạo điều kiện cho các bé tìm hiểu về tầm quan trọng của cây và giúp các bé yêu thiên nhiên hơn. Mình rất là thấy hạnh rất là vui và các bé cũng rất là vui. Và mình hy vọng sẽ có rất nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để tổ chức tiếp theo cho các bé. Ý nghĩa lan tỏa và giáo dục cao. Với lại làm một ngày cuối tuần nữa thì các bé được tham gia cùng gia đình. Mình sẽ chọn hoạt động về đo cây. Cảm thấy lạ và ý nghĩa. Mình sẽ hiểu hơn về cái độ tuổi của cây, mình hướng dẫn cho con biết là cách tính độ tuổi cho cây như thế nào. Người tham gia còn được tự tay trồng những cây nhỏ xinh mang về chăm sóc và tiếp tục kết nối với cây theo cách của mình và được trải nghiệm một hoạt động độc đáo là tắm rừng trong thành phố. Ai cũng rất là cần cây xanh luôn và không phải ai cũng biết điều này và không phải ai cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thiếu rất nhiều cây xanh, mặc dù mình có những cái công viên rất là lớn như là Gia Định hay là những công viên khác cũng có rất là nhiều cây, nhưng nếu mà xét về cái số lượng cây, cái diện tích cây xanh trên đầu người ở Sài Gòn ấy thì nó rất là thấp luôn. Có rất là nhiều người là còn chưa biết cách kết nối với cây ở trong công viên luôn á, chưa biết cách tận dụng được cái giá trị rất là tuyệt vời của cây ở trong công viên. Thế cho nên là cái ngày hội này Gaia rất là muốn là giúp mọi người biết được cái cách để mình có thể kết nối với cây hơn và đặc biệt là hiểu được cái giá trị rất là lớn mà cây mang lại cho mình, để qua đó có thể khích lệ nhiều người cùng chung tay bảo vệ cây và nhất là trồng thêm cây. Nếu mà trồng được ở các khu công viên, trồng được ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt, còn nếu không thì trồng ở các khu rừng với Việt Nam cũng rất tuyệt vời hơn. Thế cho nên là rất là hy vọng là sau cái ngày này thì mọi người sẽ thấy được khích lệ hơn, làm gì đó để bảo vệ cây nhiều hơn. Tắm rừng ấy là trong tiếng Nhật là Shinrin-roku, có nghĩa là cái việc mà mình chìm đắm trong không khí ở trong rừng mà mình nhận được những cái năng lượng tốt, những cái chất tốt mà cây nó tiết ra để mình làm cho có thể cải thiện được sức khỏe về tâm lý, về tinh thần, về thậm chí là thể chất luôn. Thế thì tùy vào mỗi khu rừng thì nó có những cái tác dụng khác nhau, nhưng mà cứ đi vào trong rừng gần với cây và kết nối với cây thì đều có những cái tác dụng. Cho nên là hôm nay Gaia muốn là mọi người sẽ được trải nghiệm cái việc này để cảm nhận được hơn nữa cái sự gần gũi của mình với cây và nhất là tác dụng của cây xanh đối với sức khỏe của mình. Trong suốt năm 2022, với sự chung tay đóng góp của tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã trồng được hơn 227.616 cây, phủ xanh diện tích hơn 125 hectare trên 6 khu rừng đặc dụng đầu nguồn khắp Việt Nam. Cây xanh trong thành phố giúp lọc sạch không khí, giảm tiếng ồn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ thành phố khỏi bão lũ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những thành phố càng có nhiều cây xanh, người dân càng hạnh phúc hơn.